Hôm nay sẽ trình bày về cái mạch nhâm và mạch đốc. Thì phần này nó khá dài. Mạch nhâm, lộ trình đường kinh của nó là mạch nhâm nó khởi lên từ thận, sau đó nó sẽ đến vùng hội âm, tức là huyệt hội âm, rồi chạy ngược lên xương vệ, chạy ngược lên xương vệ qua huyệt quan nguyên, rồi theo đường giữa bụng, bụng ngực lên đến hàm dưới huyệt thừa tương. Bây giờ sẽ xem cái hình ảnh về cái việc này. Đây, nó từ việc nó khởi lên là từ thận đấy, rồi nó chạy xuống vùng huyệt hội âm, sau đó nó lại lên, nó lên vùng vùng xương vệ tại huyệt quan nguyên đấy. Rồi bước tiếp theo nữa là từ từ cái xương vệ tại huyệt quan nguyên này thì nó chạy lên tới huyệt linh đài đại tùy, rồi nó qua huyệt bách hội ở trán ở đỉnh đầu, rồi tiếp theo nó chạy qua cằm đến huyệt thừa tương. Tới cái huyệt thừa tương này thì nó bắt đầu là nó sẽ có những cái đường mạch mà bao quanh môi, và những đường mạch này nó đi lên ở phía trên tới huyệt gặp mạch đốc, và nó tới huyệt là ngân giao. Huyệt ngân giao là huyệt ở ở cạnh chính giữa môi, và từ từ huyệt cũng từ cái huyệt mà thừa tương này thì nó cũng xuất phát lên hai nhánh, đi lên ở hai bên huyệt thừa khắp rồi đi sâu vào trong mắt. Nó có hai nhánh đi lên trên huyệt thừa khắp, biết đâu rồi. Thì từ cái huyệt mà ngân giao này thì nó sẽ xuất phát lên hai, nó có hai nhánh, và hai nhánh này nó đi đến huyệt thừa khắp và nó đến kim mi mắt đấy. Nó có xuất phát hai nhánh, và vậy thì những mối liên hệ của mạch nhâm có quan hệ như thế nào? Mạch nhâm thì nó có vai trò rất quan trọng trong việc vận hành khí huyết, vai trò là vận hành khí huyết ở phần âm của cơ thể, tức là vùng bụng và vùng ngực. Bụng ngực là vùng âm nữa. Mạch nhâm là nơi hội tụ của ba kinh âm ở chân, nó là nơi hội tụ của ba kinh âm ở chân. Trung quản là huyệt hội ở khí thái âm, huyệt ngọc đường là hội ở khí huyết âm, và huyệt liên tiền là hội ở khí thiếu âm. Huyệt ngọc đường ở đâu? Huyệt ngọc đường đây, đây chính là cái huyệt ngọc đường. Một xương sườn 2, 3, 4, nó ở vị trí số 4. Và huyệt ngọc đường này vai trò của nó là khi nó là huyệt hội của khí huyết âm. Đối với huyệt liên tiền thì nó là huyệt hội của khí thiếu âm. Liên tiền, đây chính là cái huyệt liên tiền. Đấy, lên tiền truyền ở đây. Ở đây này. Đã căng ra, nó là điểm đi của huyệt vân giao. Và triệu chứng mà khi mạch nhâm rối loạn, đó là khi mà mạch nhâm rối loạn, chủ yếu là xuất hiện các hội chứng sau: đau tức ở vùng bụng dưới, hơi dồn từ dưới lên. Những biểu hiện bệnh lý khi mà mạch nhâm có vấn đề đó là ở nam thì co bú rìu, đau tinh hoàn ứ nước, ở nữ thì khí hư, rối loạn khí huyết, hiếm muộn,
lực khai và cách sử dụng. Lực lực huyết là lực khai của mạch nhâm, nằm ở bề ngoài cánh tay, ở nếp cổ tay là 1,5 thốn. Lực lực huyết có quan hệ với lực chiếu hải của mạch âm kiểu, tức là quan hệ kiểu chủ khách. Phương pháp sử dụng. Phương pháp sử dụng thì đầu tiên trong là huyệt liệt huyết, kế tiếp là huyệt điều trị, những huyệt điều trị cuối cùng là huyệt chiếu hải. Mạch nhâm có đặc điểm, mạch nhâm thì nó có những đặc điểm nào? Mạch nhâm có đường huyệt riêng của mình, không mượn đường huyệt của các kinh khác, phân bố chủ yếu là ở vùng bụng và ngực. Do những đặc điểm phân bố trên và những rối loạn của sinh dục tiết niệu được chỉ định điều trị ở mạch nhâm, giao hội huyệt ở mạch nhâm, liệt khuyết hay mạch nhâm và mạch âm kiểu. Vậy thì ở đây cần phải chú ý đó là huyệt liệt khuyết là một, huyệt khai là hai, trong nó sẽ chỉ ra vị trí của nó. Ở đây có một điều là tại sao mạch nhâm rối loạn thì đau bụng dưới, đó là vì cái mạch nhâm này nó đi ngang qua vùng huyệt khí hải, xuất phát từ thận đấy. Và nó là khí huyết, huyệt ngọc đường đường nó là huyệt hội của khí huyết âm. Huyệt ngọc đường nó ở đâu? Ngọc đường đây, nhớ những điều đó rồi. Hơi dồn từ dưới lên, ở trong sách nó có ghi là bệnh ở mạch nhâm thì đau ở thắt lưng, đau trước vùng thấp kèm theo hạ mồ hôi xuất ra, bệnh khác nhiều. Đây trong này có nêu rõ là vận hành khí huyết ở phần âm cơ thể, nó có vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa cái phần đó. Như vậy biểu hiện bệnh lý như thế nào? Ở nam thì nó co rút đều, và co rút đều tức là co cái phần ngoài của cái cơ bộ phận sinh dục ấy. Đau tinh hoàn hoặc là tinh hoàn đi ứ nước, bởi vì nó bắt đầu khi mà nó chạy là nó khởi từ thận này, đến vùng hội âm của huyệt âm, nó của huyệt hội âm đấy. Thì ở nữ giới thì có khí hư, rối loạn kinh nguyệt hiếm muộn. Huyệt khai tức là giao hội của huyệt mạch nhâm đấy, và và cách sử dụng đó là khi mà ta muốn sử dụng ấy, huyệt liệt khuyết là huyệt khai của huyệt mạch nhâm, nằm ở bề ngoài cánh tay và trên nếp cổ tay 1,5 thốn. Huyệt liệt khuyết có quan hệ với huyệt chiếu hải của mạch âm kiểu, quan hệ là chủ khách. Huyệt khai ở đâu? Nhầm chứ, cái huyệt liệt khuyết ở đâu? Ngọc đường. Huyệt liệt khuyết đây là huyệt liêm tuyền rồi. Như ở video thì phải. Đây là cái huyệt khí hải, còn huyệt liệt khuyết đây, đây chính là huyệt liệt khuyết này. Nó cách ở đây là 1,5 thốn, từ cái cổ tay ấy là 1,5 thốn, từ bề ngoài cánh tay
Kiểu biểu khuyết có quan hệ với nghiệp chiếu hải, theo kiểu mạch âm, tức là kiểu quan hệ chủ khách, nghiệp chiếu hải. Chiếu hải đây, nghiệp chiếu hải là ở dưới mắt cá chân, một ở dưới mắt cá chân, và nó cách là 1,5 tấc. Chiếu ở đây người ta giải thích chiếu nghĩa là ánh nắng mặt trời sáng rực rỡ, hải là ngoài biển, hõm là chỗ lớn, chiếu hải nghĩa là chỗ hõm ở mắt cá chân ấy. Nếu một người xếp bàn chân mà khoanh lại ngồi trên mặt phẳng thì chỗ hõm xuất hiện ở mắt cá chân trong, đồng thời việc này cũng tác dụng chữa trị sự rối loạn con mắt nên được gọi là huyệt chiếu hải. Việc này ở dưới mắt cá chân là 1,5 một tấc, ở chỗ lõm mỏ cẳng cao nhất. Rồi theo sách châm cứu thì huyệt liệt huyết được chỉ định trong trường hợp là trĩ xa trực tràng, khạc đờm có máu, tiểu khó, tiểu đau vân vân. Phương pháp sử dụng là đầu tiên là ta phải châm huyệt là liệt huyết trước đã, kế tiếp là huyệt điều trị và cuối cùng là huyệt chiếu hải. Huyệt chiếu hải như ban nãy đấy, châm ở đâu? Đây, huyệt chiếu hải. Cách châm cứu là ta châm 0,2 đến 0,3 tấc. Ta phải bảo người bệnh là gấp duỗi và nghiêng bàn chân vào trong để xác định gân cơ. Mạch nhâm thì mạch nhâm có những đặc điểm là mạch khác kinh có huyệt riêng của mình, không mượn huyệt của các đường kinh khác để đi, và nó phân bố chủ yếu là vùng bụng, bụng và vùng ngực, do là điểm phân bố rối loạn cho nên những rối loạn của sinh dục tiết niệu thì người ta điều trị chủ yếu là ở mạch nhâm. Giao hội huyệt của mạch nhâm chính chính là huyệt liệt khuyết. Tiếp theo là mạch đốc, lộ trình đường kinh của nó sẽ được nêu ở phần sau. Hình ảnh của mạch đốc đây, và nó sẽ được nêu ở cái phần sau.